Cựu Tổng thống Việt Nam đến. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vừa có chuyến thăm đến Việt Nam ngày 18 tháng 7 vừa qua. Mục đích của chuyến đi lần này đến Việt Nam của Tổng thống Clinton là để thúc đẩy hoạt động của quỹ Clinton về chăm sóc điều trị HIV do gia đình ông sáng lập, giúp chăm sóc điều trị cho người có HIV trên toàn thế giới. Tổng thống Bill Clinton đã gặp Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Bill Clinton đúng vào thời điểm hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm 1995-2015 bình thường hóa quan hệ. Cảm ơn sự chào đón của chính phủ và người dân Việt Nam trong chuyến trở lại Việt Nam lần này. Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ cá nhân ông với tư cách là người có cơ hội quyết định và chứng kiến việc bình thường hóa quan hệ hai nước đã và sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Chia sẻ về tình hình gần đây trong khu vực liên quan đến những hành động của Trung Cộng xâm phạm chủ quyền các quốc gia, ông Clinton nêu rõ, chính phủ Hoa Kỳ, cá nhân ông, bà Hillary Clinton luôn ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, phải bằng các cơ chế và giải pháp đa phương chứ không phải song phương. Hoa Kỳ cũng đã tỏ rõ lập trường của mình qua các tuyên bố của chính phủ và mới đây là nghị quyết của Thượng viện yêu cầu Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Về hoạt động của quỹ Clinton tại Việt Nam, cựu Tổng thống Bill Clinton khẳng định quỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp để cung cấp và tiến tới sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.